cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn biên tập kênh hiệu ứng. Hôm nay chúng ta sẽ vào hoạt động số 1, hiệu ứng chuyển động. Sau khi các bạn tiến hành tường thuật Photo Story 3 for Windows, thì sẽ trình chiếu hình ảnh bằng chuyển động chi tiết cùng một hình ảnh trong thời gian mặc định là có thể là 5 giây hoặc là 300 giây. Ta có thể thay đổi cho nó bằng cách nhấp chuột vào Customization và các bạn sẽ bắt đầu vào. Cô sẽ khởi động lại. Cái bài ở tuần trước là cô vẫn còn, do đó là cô sẽ vào. Bài học tuần trước cô lưu tên là gì nhỉ? Chủ đề là gì? Chủ đề về hoa. Chủ đề phim, chủ đề về hoa đúng không? Bài học số 12. Cô sẽ mở tiếp cái phim ở bữa trước. Như vậy ở tiết trước chúng ta đã làm và các bạn thấy là chúng ta đã thay đổi về các chủ đề liên quan đến hoa, đúng chưa? Sau khi mà các bạn hoàn thành xong cái vấn đề chỉnh sửa rồi tạo hiệu ứng có thể là cắt, xoay, rồi tạo hiệu ứng thay đổi màu sắc hay không, thay đổi về cái màu hình ảnh hoặc là về cái phần hiệu ứng, các bạn ưng thì các bạn cũng đã thay đổi ở đây rồi. Cái này là ở bài học ở tiết trước rồi. Bây giờ cô sẽ next. Và các bạn quan sát nếu như ai mà muốn đánh cái nội dung vào đây thì chúng ta chỉ việc gõ thôi. Ví dụ hoa loa kèn hoặc hoa lan ở cái nội dung đây là chúng ta cũng đã học rồi, đúng chưa? Trình bày, thay đổi về màu sắc, thay đổi về màu sắc cho cái nội dung chữ của chúng ta. Về màu sắc chữ. Và chúng ta cũng đã học cách thay đổi về hiệu ứng màu rồi, đúng không? Hiệu ứng màu effect. Và bây giờ cô sẽ nhấp Next. Để chúng ta học cái bài học ngày hôm nay, đấy chính là hiệu ứng chuyển động. Hiệu ứng chuyển động. Và các bạn để ý nè, Merge Custom Motion. Các bạn thấy vị trí của Custom Size Motion chưa? Đó là vị trí của Custom Size Motion. Rồi cô sẽ kích vào Custom Size Motion. Thì ở đây cô có cái phần điều chỉnh giữa thời gian của các bức ảnh. Các bạn thấy là khi các bạn đánh vào Specify Star and Position of Motion là để thay đổi cái vị trí chuyển động của hình ảnh và điểm kết thúc bằng cách là chúng ta nhấp vào chuột. Bằng cách chúng ta dùng chuột, chúng ta nhấp vào đây thì chúng ta sẽ thấy là ở đây nó sẽ thay đổi cái điểm bắt đầu chuyển động của hình ảnh cũng như điểm kết thúc. Và nếu như các bạn muốn mặc định về thời gian chuyển động của các bức ảnh, mặc định của chúng ta luôn luôn là 5 giây. Nhưng các bạn vẫn có thể thay đổi đi lên đi xuống này. Các bạn thấy mũi tên lên, mũi tên xuống không? Nếu như các bạn muốn là các cái hình ảnh các bạn chuyển động dài hơn thì các bạn có thể cho nó đi lên hoặc đi xuống. Còn nếu như bạn không thay đổi điều này, bạn nhấp vào Saturation Automatic thì hệ thống sẽ tự mặc định theo giây của hệ thống và nó tự nó chạy. Được chưa? Nếu bạn muốn xem về vấn đề giây, bạn muốn giảm, bạn muốn nó đi nhanh hơn nữa, ví dụ bạn chỉ cho nó khoảng 3 giây thôi thì tốc độ về thời gian chuyển động giữa các bức hình sẽ nhanh hơn và bạn có thể tăng thời gian lên. Chúng ta sẽ nhấp vào Review để chúng ta xem. Việc thời gian nó chuyển giữa các bức ảnh là hết mất bao nhiêu lâu. Các bạn thấy là cứ hết bao nhiêu giây đó mà chúng ta đang mặc định ở đây thì nó sẽ chuyển qua cho các bạn qua hình ảnh khác. Nếu như ở đây cô để là 3 giây thì giữa các bức ảnh chỉ là 3 giây rồi nó đã sẽ thay đổi rồi. Các bạn nhìn thấy chưa?
Rồi cô Thoát, cái vấn đề khi mà chúng ta coi, chúng ta có thể xem lại ngay ở đây, cái xem coi là chúng ta đang mặc định cái chuyển cảnh giữa các bức ảnh như thế nào. Nếu mà chúng ta xem xong rồi, chúng ta có thể tắt đi. Và chúng ta save để làm gì các bạn? Lưu cái quá trình mà chúng ta vừa mới làm xong. Save nó lại. Lưu nó lại. Sau khi lưu xong, bạn có thể nhấp vào nút Close để đóng. Và chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động thứ hai, đó là hiệu ứng chuyển cảnh. Để tạo hiệu ứng chuyển cảnh thì các bạn nhấp vào Transition. Chúng ta nhấp vào Next nhé. Cái này là chúng ta coi về bên âm nhạc rồi. Các bạn nhấp cho cô Transition, các bạn thấy vị trí Transition chưa? Cột Transition, các bạn nhìn thấy không? Ở đây ví dụ như là giữa hai cái vị trí bạn muốn có hiệu ứng như thế nào đấy, xuất hiện cái bức ảnh của các bạn sẽ được xuất hiện như thế nào thì các bạn chọn cái hiệu ứng ở phía dưới nè. Các bạn quan sát thấy Transition không? Phía trước và sau. Trước và sau. Các bạn có thể xem coi cách nó xuất hiện như thế nào, hình tròn từ trong ra ngoài, hoặc là hình vuông từ trong ra ngoài, hay hình cuốn lọn từ dưới đi lên, hoặc có thể là theo cách hình sao. Bạn nhìn thấy chưa? Đây là cách mà chúng ta đưa cho cái hình ảnh xuất hiện. Có thể sao là từ trong đi ra, hình xoáy. Đây là những cách mà nó xuất hiện, bạn có thể lựa chọn cho đối tượng của mình như thế nào đấy, cái hiệu ứng cách mà các bạn muốn cho nó chuyển cảnh như thế nào đấy là do các bạn. Và sau khi các bạn mà nhấp xong rồi thì chúng ta có thể nhấp vào save, được chưa? Bạn có thể nhấp vào save để chúng ta xem. Rồi chúng ta nhấp vào Next. Go to next picture. Go to next picture. Các bạn xem coi bức tranh tiếp theo của chúng ta sẽ xuất hiện như thế nào. Nếu như các bạn thấy bức tranh này không thấy thích xuất hiện giống như cái tranh chúng ta vừa mới chọn đây, chúng ta có thể chọn lấy một cái kiểu khác. Ví dụ như Diamond, rồi chúng ta lại xây. Rồi chúng ta nhấp Next, đi đến cái tranh tiếp theo. Chúng ta lại chọn hiệu ứng cho bức tranh tiếp theo. Rồi chúng ta lại xây. Và các bạn sẽ thiết kế cho đến khi nào, chúng ta cứ nhấp vào Next cho đến khi nào mà hết các bức ảnh thì thôi. Rồi chúng ta xây. Các bạn hiểu tạo hiệu ứng cho nó như thế nào chưa? Hiệu ứng chuyển động, hiệu ứng chuyển cảnh giữa các bức tranh thứ nhất sang bức tranh thứ hai, chúng ta chuyển động như thế nào đấy. Bạn hiểu chỗ này chưa? Hả? Sau khi mà bạn tạo nó xong rồi, bạn nhấp cho đến khi mà bạn kết thúc các bức ảnh thì thôi nha. Bạn nhớ chọn hiệu ứng cho nó, cho đến khi nào kết thúc nó thì thôi. Bạn nhớ xoay cho nó. Bạn có thể xem preview để xem coi là những cái gì mà mình thiết kế nãy giờ coi chạy có đúng ý mình hay không. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Mỗi người tự ngắm cái bức tranh của mình xem đã hoàn thiện hay chưa. Sau khi xong thì xoay. Ở đây cô đóng. Nhiệm vụ của các bạn khám phá cho cô cái nút Reset này có ý nghĩa gì? Các bạn thấy nút Reset không? Thấy không? Xí nữa các bạn nhấp vào đây rồi các bạn trả lời cho cô cái nút Reset này có tác dụng gì? Được chưa? Đó là nhiệm vụ của các bạn. Sau đó bạn sẽ hoàn thiện cái bức này cho cô. Rồi cô nhấp vào Close. Nhiệm vụ của các bạn chỉ tới đây thôi. Sau khi làm xong thì bạn nhớ Save Project, lưu cái quá trình lại. Save Project. Cái này là chủ đề hoa của bài học số 13. Hôm nay là cô đã dạy sang bài thứ 13 rồi. Và cô nhấp phim chủ đề hoa bài số 13 và cô nhấp vào Save. Được chưa các bạn? Như vậy là cô vừa mới lưu các quá trình mà cô đã làm trong bài học ngày hôm nay. Và sang tuần tới cô sẽ hướng dẫn tiếp về vấn đề chỉnh sửa âm thanh. Và các bạn chỉ cần hoàn thiện cho cô cái bộ phim này về nội dung của
của Finn tiếp tục làm cái nội dung Finn của tuần trước, hoàn thiện nó cho cô, sau đó là tạo mỗi một bức tranh đều có hiệu ứng chuyển cảnh riêng. Và các bạn thấy là nếu ở đời dưới này chúng ta có hiệu ứng chuyển cảnh thì dưới chân này chúng ta có các cái biểu tượng nó khác với cái mà chúng ta không làm. Những cái nào mà bức ảnh của tất cả các ảnh của các bạn đều phải được tạo hiệu ứng cho cô nhé. Không được để trống như cô này. Hiện tại cô đang để trống rất là nhiều, ở dưới này cô chưa hề làm hiệu ứng. Bạn nhìn thấy không? Cô chưa hề tạo hiệu ứng hết cho tất cả bộ phim của cô đâu. Cô chỉ mới làm mẫu cho các bạn xem cái vài cái tấm ảnh thôi. Hiểu không? Còn nhiệm vụ trong phim của các bạn là các bạn phải làm hoàn thiện nó cho cô. Và tất cả các bức ảnh của các bạn đều phải được chỉnh sửa hết. Các bạn nắm rõ chưa? Để cho cô chấm bài. Các bạn khi mà các bạn chấm bài cho cô, các bạn chỉ cần nhấp vào review thôi. Để cho cô xem coi là các bạn làm tới đâu. Các bạn hiểu chỗ này không? Các bạn chỉ cần nhấn preview cho cô xem thôi là cô chấm bài chỗ này là được. Được chưa? Còn cô chưa yêu cầu các bạn hoàn thiện. Tuần tới các bạn thêm phần âm thanh nữa và đóng gói nó mới hoàn thiện, là cô mới chấm bài. Đó là chấm bài hoàn thiện của các bạn. Được chưa? Tuần này chúng ta chỉ cần chỉnh sửa thật hoàn thiện về cái nội dung ảnh thôi. Để cái phim của các bạn nó chuyển cảnh làm sao thật hấp dẫn và canh giờ cho nó chuẩn. Được chưa? Rồi, các bạn thực hiện, thực hành cho cô đi.